Chào các bạn, đây là một cái tấm biểu thư pháp trên cái nền vải bạch kim sa, hoa văn họa tiết là do Quang Lĩnh thiết kế tạo nên một cái tấm tranh có kích thước 30 nhân cho 82 cm, có nẹp gỗ hai đầu để chúng ta có thể cuộn lại. Và đặc biệt khi chúng ta viết trên những cái sản phẩm như thế này có thể treo ngoài trời không sợ nắng mưa. Thì ở đây Quang Lĩnh sẽ sử dụng hai cái bút để viết trong bộ bút 4 cây của mình, đó là cây bút số 3 và cây bút số 2. Số 3 thì dùng để viết đại tự. Tấm này Quang Lĩnh sẽ viết hai chữ bình an là chữ đại tự. Nội dung bên dưới hay gọi là tiểu tự để mô tả cho chữ đại tự và đồng thời có thể giải thích được cái ý nghĩa của chữ đại tự. Nội dung bên dưới là tâm bình, thế giới bình, tâm an, vạn sự an. Tâm bình, thế giới bình. Tâm an và sự an. Tâm bình, thế giới bình, tâm an và sự an. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy hay hãy bấm đăng ký kênh nha.